giỏi nhá. Như giỏi mà. Thế làm một chuyến thế nào? Thế là mày sang bên này. 30 người mà. Ừ đây, xin mời ông. Nhà nhân chuẩn bị đi đây. Quân. Đó, bây giờ đi đâu cũng phải một mình một chỗ. Vậy đây, chưa có trang. Mình biết được. Nào, chụp ảnh đi, sao mà về gửi nhá. Ai đây? Quay đi. Được, được. Ô, từ từ để ta chụp ảnh mà, không đã đi rồi. Lên trời ơi. Ôi, ba mươi người nặng ra đó. Gió vào nhá. Gió chỉ nhiên nó vào. Được rồi, chụp rồi, xong rồi. Sao cậu lại chụp cái kiểu gì ấy? Lạ nhỉ, nhìn cái phá
Ôi dồi ôi, đông chưa kìa. Phá này mà thả bóng tắc mấy tiếng. Ôi trời ơi, lúc về kìa, xe kìa. Không đơn giản. Nhưng mà có đoạn đấy tôi đi nữa, xe nó phải đến tít vào cái bóng kia kìa. Nằm hết rồi đấy. À, bà ông nhìn tôi xe kìa. Mai nhá, chương trình mai nếu mình thích mình lại đi Hạ Long. Quá đẹp. Đi ấy, đi nói kia, nói gian lận. Đi về Tuần Châu này. Nói gian lận như về Tuần Châu là ra Hạ Long. Lần trước tôi đi phà ra đấy. Phà đấy, phà tiếng. Không phải bà Gót đâu mà, phà Tuần Châu. Phà Tuần Châu nào mà trong cái phà trước cái phà kia, cái phà qua cầu ấy, cái phà qua cầu, úi giời ơi, một tiếng đồng hồ. Thần kinh ơi, kẹt cái này chắc khoảng 15 phút cái xe ba cái phà nó chạy liên tục mấy phà sắp xuống rồi, ta đã lên rồi đâu, ra đây rồi đây. Lên rồi đi bà là hiu nó đi ngủ ta chứ đây nhé, hơn 100 mét phải không? 214 mét, 214 mét đó. Thế tí mình lại mua vé mới mua 208 mét. Đây đây giấy đây. 214 mét. Mua tỷ nục đi nét đây nè. Cái này là cao nhất này không? Mà cái cáp này nó cũng là to rồi, qua là rộng hơn. Đi cái cáp của là cái đi ra đấy, đi đi vào, nó cứ dừng dừng dừng. Nhưng mà đi vào cáp của đi vào hai mươi cáp này nó to nhỉ? Nhưng mà cái chuồng này là to nhất ở Việt Nam này. Nhưng mà phải nói là cái bánh xe, này nó có rủi ro. Có chứ. Đường mình đi vào cắt bá vòng vòng cao 214,8 mét, chiều dài 3.900 mét, nó làm máy điện đấy nhỉ, khách 4.500 khách một giờ, cabin 60 cabin, sức chứa 30k người một cabin. Hôm nay có Hỏa Lăng đây là đang về đây này, xe về thì nhiều. Ôi giời ơi, xe về tắc đến đây kìa. Xe nó xe giờ nó xe mà kịp phà thì mới là 15 phút, còn đây mình đi là 15 phút.